Chào mừng anh chị và tất cả các bạn đã quay trở lại với Base Academy. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về thao tác tính lương vào cuối mỗi tháng. Và sau đây, chúng ta sẽ cùng nhau truy cập lên phần mềm để cùng nhau tìm hiểu về thao tác. Trong video trước, chúng ta đã được tìm hiểu về cách thiết lập một mẫu bảng lương và thiết lập công thức cũng như là chuẩn bị tất cả các dữ liệu đầy đủ trên HRM. Trong video này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về thao tác để có thể chạy lương vào cuối tháng. Thì đầu tiên, để có thể tạo được một circle chạy lương thì anh chị sẽ click vào circle. Anh chị tạo ra cái tháng mà mình muốn chạy lương, trong trường hợp này là tháng 6. Đó. Mình đã tạo tháng 6 ở đây rồi. Sau đó thì anh chị sẽ đưa chuột vào đây và tạo một cái payroll mới. Payroll mà tôi đang tạo là mẫu lương e-learning. Tôi sẽ đặt nó tên là lương văn phòng tháng 6 đi, cho dễ phân biệt. Đấy. Khi anh chị tạo chu kỳ, anh chị tạo mẫu lương thì nó sẽ có giao diện như thế này. Anh chị sẽ làm thao tác đó là run, có nghĩa là mình bắt đầu chạy cái con số liệu của mình để nó dựa vào công thức và nó chạy ra một cái bảng lương mà sắp tới anh chị sẽ nhìn thấy trên màn hình ở đây. Đây là cái số liệu mà hệ thống sẽ nhìn thấy khi mà anh chị chạy bảng lương. Ok, đây là danh mục tất cả các thành viên. Để đảm bảo các thông tin nó được cập nhật đầy đủ từ tất cả các app nền tảng như là app Timesheet này về ngày công này, app HRM về thông tin thuế bảo hiểm này, thì chúng ta cần phải chọn vào đây Update System Data lưu lại để đảm bảo là thông tin trên bảng lương đang được tính ở đây là thông tin mới nhất mà chúng ta có. Đấy, chúng ta sẽ ấn lưu lại và chờ nó cập nhật. Khi mà chúng ta đã thiết lập công thức giống như mà mẫu công thức tôi đang đính kèm ở dưới, thì các anh chị khi chạy lương ra thì nó sẽ có này, tên người này, chức vụ này, công chuẩn này, công thực tế này, số lần đi muộn này, trừ đi muộn này. Đó. Tất cả các khoản lương nó sẽ hiển thị ra. Nó tự động tính ra thu nhập chính thuế rồi thuế thu nhập cá nhân là bao nhiêu luôn. Và nó tự động tính ra khoản thực nhận. Đấy, tôi sẽ thu nhỏ cái này lại để anh chị có thể nhìn được full màn hình. Vậy thì khi mà chúng ta chạy lương, có thể trong quá trình đầu tiên anh chị đang sử dụng hệ thống thì nó sẽ có một vài khó khăn và thiếu sót. Thì anh chị sẽ bắt đầu rà soát để cho ra được một bảng lương ổn định nhất trước khi mà gửi payslip này cho tất cả mọi người kiểm tra. Thì chúng ta sẽ kiểm tra từng dòng ở đây xem coi có thiếu dòng thông tin nào hay không. Ví dụ như ở đây nếu mà thiếu chức vụ đúng không, thì anh chị có thể chuyển qua bên HRM này về danh sách nhân sự này và chỉnh sửa lại cái chức danh ở đây thì nó sẽ tự động cập nhật qua bên kia sau khi mà anh chị đã chuyển ở đây rồi. Giả sử tôi ở đây tôi đổi thành giám đốc điều hành, lưu lại. Bên đây anh Viễn đang là CEO, tôi có thể update system data này. Cái nút này dùng trong trường hợp là chúng ta đang chỉnh sửa thông tin ở các app vệ tinh, thì khi mà chúng ta muốn cập nhật về chúng ta chọn update system data thì ngay lập tức thông tin anh chị đổi ở bên HRM nó sẽ được cập nhật lên trên bên payroll. Đó. Thao tác số 2 đó là những cái hoạt động liên quan đến công chuẩn, công thực tế và số lần đi muộn này. Thì nó đã nhảy số ở đây rồi, vậy thì câu hỏi là dữ liệu nó từ đâu đến? Dữ liệu nó sẽ từ bên timesheet qua. Anh chị cần phải thực hiện theo video ở bên timesheet đó là chạy công hoàn thiện cho mọi người và yêu cầu là đi qua tất cả 4 bước này. Và yêu cầu ở đây là nút lưu lại để dữ liệu nó được chuyển qua bên payroll. Đó. Nếu mà anh chị nào chưa thực hiện thao tác ở trên timesheet thì mình có thể tìm hiểu các video về timesheet để có thể viết công thức và có thể chạy công vào cuối tháng. Sau đó thì chúng ta sẽ quay trở lại payroll. Sau khi mà chạy xong công thực tế, công chuẩn và số lần đi muộn thì chúng ta sẽ có trừ đi muộn thì tự tính rồi. Đó. Lương đóng bảo hiểm và lương chính này, nếu mà trong tháng có sự thay đổi về lương thì anh chị sẽ làm thao tác là phát triển sự nghiệp tại HRM. Các thao tác liên quan đến phát triển sự nghiệp thì nó rất là chi tiết nên tôi có đính kèm bài viết ở dưới video này. Anh chị có thể tham khảo để có thể tính ra lương theo lương thử việc và lương chính chẳng hạn, hoặc là lương level dưới và lương level trên. Đấy là cách mà mình có thể phân biệt ở bài viết dưới video này. Tiếp theo thì tôi sẽ mô tả là có một cột hoa hồng thì ở đây nó đều bằng 0. Nó là một cái cột mà trong video trước chúng ta có thống nhất đó là input. Thì để mà có thể input được biến này vào thì anh chị sẽ đưa chuột lên góc phía trên này. Anh chị sẽ import data. Và anh chị sẽ thấy này, nó hiển thị ra tất cả các cái loại biến mà input. Tôi muốn input hoa hồng và input tạm ứng. Sau đó tôi sẽ tạo một file Excel với cột đầu tiên là employee code này, cột thứ hai là hoa hồng, cột thứ ba là tạm ứng,
và các cái dữ liệu trên đấy đều là dạng số nếu mà là số tiền. Rồi ok. Sau đó tôi sẽ đính kèm file vô. Ở đây thì tôi có chuẩn bị một file upload rồi. Tôi sẽ đính kèm file đấy lên. Import lên. Thì ngay lập tức nó sẽ báo thành công và nó sẽ cập nhật số liệu tại mục Hoa Hồng. Đó, Hoa Hồng này đã được cập nhật. Tiếp theo là tổng lương, thì trong lần trước thì mình thống nhất nó là công thức thì nó tự động tính ra rồi. Lương đặc biệt này thì trong video trước là mình lấy từ HRM, thì nếu mà đã input vào đây thì nó đã cập nhật đầy đủ. Ok. Tiếp theo đó là bảo hiểm xã hội nhân viên. Thì trong trường hợp này nếu mà anh chị ở đây nó không nhảy hoặc là nó nhảy bằng không thì anh chị lưu ý sẽ kiểm tra như sau. Mình sẽ vào mục bảo hiểm này và mình check coi là các cái thành viên người tham gia ở đây này đã tham gia cái bảo hiểm hay chưa. Ví dụ ở đây là Luân đã tham gia bảo hiểm đó và chính sách là tham gia từ ngày 1 tháng 6. Hiện tại tôi đang tính lương cho tháng 6 nên là tham gia từ ngày 1 tháng 6 là được. Tuy nhiên nếu giả sử anh chị tính lương cho tháng 6 mà ngày áp dụng của anh chị lại là ngày 1 tháng 7 thì chắc chắn là nó sẽ không chạy ra bảo hiểm rồi. Anh chị lưu ý cái phần này là được. Rồi, giả sử nếu có thay đổi thì anh chị đưa chuột lên đây và update system data. Rồi, số người phụ thuộc. Đấy, có nếu mà nó không nhảy thì anh chị check lại là trong cái phần HRM này, phần danh sách nhân sự này. Giả sử tôi tìm Luân này. Thì click vào bên trong Luân, mình kiểm tra coi là ở cái mục gia đình người phụ thuộc này đã có người phụ thuộc hay chưa. Nếu mà có rồi mà số vẫn chưa nhảy thì anh chị kiểm tra thêm. Đó là đã tích nút này chưa và đã nhập cái ngày áp dụng chưa. Nếu mà cái ngày áp dụng này nó xa hơn cái thời gian mình đang tính lương thì chắc chắn là nó sẽ không nhận. Anh chị chỉnh lại cho đúng và lưu lại. Đó. Rồi. Tiếp theo là thu nhập và thuế thu nhập cá nhân. Nếu mà nó không chạy số thì anh chị có thể lưu ý và kiểm tra lại cái phần thuế ở đây. Đấy. Coi mình đã gán hay chưa. Nếu mà gán rồi thì mình kiểm tra thêm là cái ngày gán của mình có đúng với cái ngày đang tính lương hay không. Đó. Sau khi mà làm cập nhật xong hết tất cả dữ liệu đấy thì anh chị sẽ update system data để nó cập nhật dữ liệu về. Có một số nút ở đây anh chị cần quan tâm, đó là import data là dành cho những biến input trong trường hợp vừa rồi là có Hoa Hồng này, có tạm ứng này. Rồi tiếp theo là có một số trường hợp mà anh chị cần phải import một vài dữ liệu đặc biệt mà không dùng công thức thì anh chị sẽ dùng import data special. Thì trong trường hợp này hệ thống sẽ cho anh chị import bất cứ cái cột nào anh chị muốn và nó sẽ không áp dụng công thức ở đây. Đó. Anh chị muốn input bất cứ cột nào mình muốn mình có thể chọn là import data special. Đó. Tiếp theo một số nút, nếu mà mình muốn lấy nhanh dữ liệu ra thì mình có thể export data này ra hoặc là mình in payslip nếu cần. Nếu mà trong cái này mình thấy thiếu nhân sự đúng không thì mình có thể là thêm nhân sự trực tiếp từ đây. Tuy nhiên thì anh chị sẽ để ý nha, trong phần video đầu tiên tôi có nói là mỗi một template á, ví dụ e-learning này, chúng ta sửa cái này ha, thì nó được gắn với một cái policy. Nếu mà khi mà mình chạy lương mà mình thấy là nhân viên không có trong mẫu lương đấy thì mình kiểm tra lại coi là cái policy này này, policy này ở trong phần danh sách nhân sự này. Giả sử như ở đây mình vô phần bảng lương và phúc lợi này, mình thấy là có một bạn nhân viên tên là Ưng Kim. Mình cần bạn Ưng Kim trong cái phần tính lương kia nhưng mà lại không thấy đâu. Thì mình kiểm tra, mình thấy là bạn này đang được xếp trong cái nhóm là xoay ca. Nên là khi tính lương e-learning thì sẽ không thấy. Đấy, đấy là cái anh chị cần lưu ý. Sau khi mà chỉnh bên này thì anh chị chỉ cần update system data bên đây là được. Tiếp theo, nếu mà trong quá trình mình tính mà mình thấy cái công thức này nó sai thì anh chị có thể chọn conflict column. Click vào đây. Anh chị có thể sửa trực tiếp cái công thức trên này. Sau đó lưu lại. Thì hệ thống nó tự động nhảy số trong cái giao diện này luôn. Và sau khi mà anh chị đã sửa công thức rồi mà anh chị muốn lưu lại để sử dụng cho những tháng phía sau, giả sử như là sử dụng cho tháng 7 hoặc tháng 8 đi, thì anh chị đưa chuột vào đây. Anh chị lưu ý là mình cần push, có nghĩa là đẩy cái công thức này về lại cái template, là về lại cái mẫu. Đó. Còn cái nút trên là khi mà anh chị đã không sửa trực tiếp trong cái lần tính lương circle này mà anh chị sửa template và anh chị muốn đưa cái công thức từ template ra đây thì anh chị sẽ ấn cái nút này, kéo cái công thức từ cái mẫu lương về lại cái lương tháng 6 này. Đó. Anh chị có thể edit payroll này hoặc là có thể delete cái payroll nếu như mình không muốn. Rồi, sau khi mà mình đã tính cơ bản xong hết rồi thì anh chị sẽ gửi
cái bảng lương này cho mọi người kiểm tra trước. Đấy, nếu mà một số công ty có quy định nhá, mình có thể gửi cái này cho mọi người xem trước. Tôi sẽ đưa chuột vào đây, tích tất cả. Tôi gửi. Ở đây thì anh chị lưu ý là có thể tùy biến tất cả những thông tin này. Mình có thể tùy chọn những cái dòng mình muốn gửi hay không. Giả sử tôi không muốn gửi cái phần thu nhập chịu thuế đi, tôi không muốn thì tôi bỏ đi. Đó. Và tôi chỉ gửi những cột kia thôi. Mình lưu ý là sau khi mình chọn, tùy chọn ra tất cả các cái cột này thì mình nên CC to creator, receive và save lại cái này ha, sau đó gửi đi. Đó. Cái thao tác gửi đi thì nó chưa có tính xác nhận nha. Thao tác gửi đi vừa rồi chỉ đơn giản là mình gửi cho mọi người xem trước. Đây mọi người nhận được thông báo này. Trang home ha. Đây mọi người click vào đây thì mọi người sẽ thấy được cái bảng lương đầy đủ của mình. Thì người nhân viên có thể confirm trước hoặc là viết bình luận về cái phản hồi con có lương có thay đổi gì hay không. Còn nếu mà không có thay đổi thì confirm thôi. Đồng ý. Ok. Đây. Sau khi mà nhân viên không phản hồi gì thì mình có thể quay trở lại. Lương. Mình ấn done. Cái thao tác mà gửi trước đó thì tùy công ty có quy định, có công ty không. Nhưng như anh chị hiểu là sau khi mình ấn done này, sếp Việt giúp em, mình sẽ gửi cái này cho sếp. Thì sếp trên giao diện sẽ có nút approve hoặc là turn back là trả lại cho cái người CNB hoặc là reject. Ở đây tôi sẽ approve. Ok nhé. Cho mọi người như vậy. Ok. Thì sau khi mà sếp đã duyệt thì mình có một nút là send payslip. Đấy, tương tự thì mình cũng phải chọn tất cả nhân viên và mình gửi. Thì cái gửi này là gửi chính thức này, là tất cả mọi người sẽ nhận được một cái bảng lương chính thống của mình. Send payslip. Nó đang gửi. Thì sau khi mà nó gửi thì tất cả mọi người sẽ nhận được thông báo và sẽ có thể truy cập vô payroll để xem lương. Ngoài ra thì nếu mà anh chị muốn xuất cái này ra Excel thì mình có thể export data ra, in cái này ra cho chỉnh ký nếu cần. Thì vừa rồi chúng ta đã tìm hiểu thao tác là lấy một cái mẫu lương ra để chạy lương vào cuối tháng. Thao tác là rà soát từng dữ liệu và chỉnh sửa dữ liệu đấy nếu cần. Và thao tác là gửi lương, duyệt lương và cuối cùng là gửi payslip cuối cùng cho tất cả các nhân viên. Trong video tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cách kết nối cái dữ liệu lương này lên trên HRM để xuất ra báo cáo. Vâng, và cảm ơn các anh chị đã theo dõi video này. Nếu trong quá trình thao tác của các anh chị có gặp khó khăn hoặc là sai sót nhỏ ở đâu đó thì anh chị có thể đưa chuột xuống phía dưới đây và đặt câu hỏi cho đội hỗ trợ trực tuyến. Nếu không tìm được câu hỏi, câu trả lời của mình thì anh chị có thể nhắn tin trực tiếp cho đội hỗ trợ của Base. Các bạn ở đây sẽ trả lời trong vòng từ 5 đến 10 phút vào giờ hành chính. Vậy là vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về thao tác tính lương và chạy lương vào cuối mỗi tháng. Nếu có thắc mắc trong quá trình sử dụng, anh chị có thể đặt câu hỏi cho đội hỗ trợ của Base. Cảm ơn tất cả các anh chị.